Cái này là Vios G nha anh chị. Tâm có hai con Vios G. Giống giống nhau anh chị. Xe này là tâm mới mua hôm qua, còn một chiếc y về luôn, màu đỏ. Tâm ôm hơi lâu rồi tâm chưa bán được. Anh chị đừng có nhầm nha. Xe kia là biển số số đuôi là 06. Xe này số đuôi là 71 đó. 2021 bản G. G là bản cao cấp nhất số tự động nha. Thì bước qua 2021 thì đèn nó sẽ là đèn LED, mâm nó sẽ là mâm đen. Mâm phay đen và mặt ca lăng nó khác nó có đèn full led đồng hồ điện tử và glue control đó là cái mẫu mới nó ăn tiền được cái đó nha anh chị nó trang bị thêm một số cái nhìn nó rất là ưa mắt và tuyệt đẹp được lên full đồ chơi đăng kiểm mới đăng kiểm tới 2026 đăng kiểm tới 2026 xe này thì một chủ mua mới và sơn riêng là 98 99 anh chị nó mới tin luôn ba mươi mấy ngàn cây đó, full lịch sử hãng nha bản G 2021 3 mấy ngàn cây full lịch sử hãng. Tâm bán cho anh chị là bán cho anh chị là 475 triệu. Nếu anh chị thấy sản phẩm này ok, hợp lý thì chốt ủng hộ Tâm nha và gọi vào số hotline là 0917215512 nha anh chị. Liên hệ Tâm để có những con xe tốt, chuẩn, chất lượng tại công ty ô tô Di Tâm. Khi mà Tâm đã có được cái niềm tin của từ khách hàng rồi Tâm mới dám đầu tư mạnh dạng những cái sản phẩm siêu lướt, siêu đẹp và cực kỳ là là mới để về phục vụ anh chị. Nếu như mà một cái thương hiệu mà chưa có đủ uy tín á, thì những con xe này họ sẽ không dám mua anh chị. Nhưng mà hôm nay Tâm đã đủ được cái lòng tin của khách hàng rồi. Tâm đã làm va chạm khá là nhiều những sản phẩm lướt rồi. Nên Tâm dám mạnh dạng đầu tư những cái xe này để phục vụ khách hàng thân yêu tin tưởng của mình. Thì đây là con xe lướt cực kỳ nó đúng hết mọi thứ nha nó không sai bất cứ một cái chi tiết nào hết từ ô đô km vỏ lớp nội thất ngoại thất ghế chuẩn anh chị full lịch sử bảo dưỡng hãng còn bảo hành hãng cuối năm 2024 ghế là chưa có dấu hiệu sẹp luôn nha rất là mới nha anh chị mới cực kỳ luôn trần vẫn giữ nảy nguyên qua lăng tích hợp màn hình android cam đầy đủ có cam hành trình luôn 7 túi khí an toàn bản G nha đề Sita top glue control ga tự động đó qua lăng cần số thì như mới cân bằng điện tử gặp gương auto anh chị coi nè qua lăng nó mới nó mới ken xà len luôn chẳng khác gì xe mới nha anh chị đồng hồ điện tử ga tự động màn hình android túi khí an toàn bảy cái quanh xe luôn xe này mới dữ lắm anh chị nào mà lên chọn lựa sản phẩm này là không thể chơi luôn nha xe tây ninh nó đẹp y xe bình dương vậy anh chị được trang bị đồ chơi nhiều và còn đủ hai khóa thông minh nha đời xì ta top qua tao mới bán cái hyundai accent bản đặc biệt mới mua được một tháng chạy một ngàn cây số vừa về cái là bán luôn chưa kịp đăng cho anh chị coi nữa màu trắng nay mai gì tâm về một con Fortuner máy dầu số tự động 2022 nè. Về rồi đang rửa. Chạy uh, 30.000 dưới một con Accent 2022. Uh, bản đặc biệt màu trắng ngọc trai luôn. Fortuner cũng màu trắng ngọc trai. Ờ uh, Accent đặc biệt cũng trắng ngọc trai. Hai con lướt lắm. Với lại tao mới về cái Altis. Altis uh, 1.8V, 1.8V tháng 7 2023. 6.800 cây. Mới vừa về. Hôm nay tâm về được ba cái xe lướt. Với con này thì cũng vừa. Nó chạy ba mấy ngàn nhưng mà nó mới lắm. Phải nói là chủ xe giữ gìn. Anh chị coi nè, Trời, nó mới, phải nói luôn. Tâm để cho anh chị là 475 nha. 45 anh chị thấy hợp lý thì alo chốt ủng hộ tâm nha. Thật ra giờ Tết á, người ta cái lượng bán ra rất là ít nha anh chị. Mà mình không mua là không có xe bán. Thì cứ mua đại đi, về tính sau. Rồi mình đang làm được mà. Thứ nhất là mười mấy nhân viên đang ngồi ở đó chờ việc thứ hai nữa là khách hàng cũng đang trong mình là có sản phẩm mới để về lên video cho họ xem họ trải nghiệm và họ ủng hộ thì cứ cứ đang làm tốt thì cứ dứt thôi chứ mà bây giờ cứ sợ nè giá cao nè sợ bán không được nè sợ này sợ nọ là không có sản phẩm và không có giao dịch thì nó cũng khá là tiếc xe này thì bên tâm sẽ bán cho anh chị với cái mức giá là 475 triệu bên tâm sẽ bao rút hồ sơ nha mâm lớp đẹp nói chung là xe quá đẹp anh chị 475 bao hồ sơ xe chuẩn chuẩn từng cm anh chị coi nè ghế nè xe đẹp cực kỳ không có gì phải bàn cãi hết đó quá mới anh chị ơi 475 xe bên tâm thì tất cả đề xe đều là giá chốt hết nha anh chị vô mà trả giá hay bớt giá là không mua được thông cảm cho tâm nha bởi vì xe này bây giờ anh chị đi mua vô văn mua thử coi 45 46 rồi có xe mua không? không có xe mua đâu anh chị thật sự luôn mà mình mua số lượng nhiều thì mua qua anh em đa phần là mua qua anh em anh em môi giới người ta đi lục xe cho mình người ta kiếm một ít lời rồi mới về tới tay của mình thì cái giá xe nó không có rẻ nhưng mà mình được quyền lựa xe đẹp mình mới mua sáu thôi nếu như vậy anh chị xe này thì quá xuất sắc rồi chứ không phải là dạng vừa nữa ha chủ đi rất kỹ bảo đảm với anh chị sẽ hài lòng với cái sản phẩm ưng ý này tâm đăng kiểm mới ngày hôm qua rồi đăng kiểm tới 2026 luôn cho anh chị rồi giờ về, về chỉ việc đổ xăng là chạy thôi chả phải làm gì sơn riêng thì 98% là nước sơn riêng nguyên bản. Có một hai vết chạy rất là nhỏ, tâm không không làm luôn. Nhỏ xíu xiu à bằng bằng đầu cái tâm à. Chủ này quá kỹ nha anh chị. Nhìn cái xe là biết chủ như thế nào ha, cái gầm là không có dính bụi, dính sình, dính đất. có trầy không có cũ gì luôn, nó mới tinh nè à. Đó, vỏ theo xe nè. Đó. Nước sơn riêng xe này tâm đánh giá là nó còn khoảng 98 99% nha. Tâm bán cho anh chị là 475 triệu bản G số tự động cao cấp bản G thì đèn nó là led rồi xe này tâm để cho anh chị là 475 475 bao hồ sơ về anh chị sang tên xe này hết 10 triệu nữa nha đóng thuế hết 8 triệu hai mấy chục đó. lấy biển số 1 triệu nó khoảng 9 triệu 2 là sang tên chính chủ luôn à, xe mới bây giờ thì mẫu mới nó không có được nó không có được đẹp như cái mẫu này thì mỗi người có một cái cái cách nhìn khác nhau và một cái sự ưa chuộng sản phẩm khác nhau. Thì một số khách hàng đó là rất là thích cái mẫu này. Cái thời điểm mà mẫu này nó đang tồn tại trên thị trường đó là bán chạy, bán lúc nào cũng danh số là đứng đầu hết, số 1. Mà ra cái mẫu mới họ chơi cái đầu nó xấu nên nó bị tuột giảm danh số. Thì những cái mẫu này là mẫu tồn tại của năm 2023 đổ về đổ về trước mới có. Qua 20 cuối 2023 là mẫu mới hết rồi nó phải 22 đổi về trước thì mẫu này đẹp bán chạy và rất là được sự tin dùng của khách hàng xe này tâm cũng thấy đẹp đó mà phải nói là nhìn quanh xe là không có chơi được chỗ nào luôn nó mới nó toàn diện nó nó tuyệt vời anh chị nó tuyệt vời chốt cho anh chị là 475 nha xe chuẩn 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 từng ly từng tí luôn và riêng con xe này thì anh chị về chả phải làm gì hoàn hảo tuyệt đối đồ chơi sẵn sàng đăng kiểm mới vỏ theo xe còn dày cui chạy phải hai ba năm nữa cũng chưa thay vỏ nữa còn lịch sử hãng nha còn bảo hành còn bảo hành hãng full lịch sử hãng Đó, cuối năm 2024 mới hết bảo hành hãng chất xe này thì tâm bao cho anh chị là kiểm tra và chết test tất cả các hãng tại Việt Nam nha tỉnh nào cũng được nha anh chị xe bên tâm thì lúc nào cũng có văn bản cam kết cho khách hàng yên tâm khi mà chọn lựa mua sản phẩm bên ô tô Duy Tâm xe đẹp chất lượng tốt và giá thành thì như vậy chứ không dám nói là giá thành rẻ nha còn anh chị là người tin tưởng và tuyệt đối khi mà chọn lựa bên ô tô duy tâm thì tâm phải làm như thế nào đó để có được lòng tin của khách hàng thì tâm phải chọn những cái sản phẩm xuất sắc về phục vụ anh chị xe này thì thuộc dạng tuyệt vời đó anh chị ơi không thể chơi vào đâu được màu đỏ đô đồ chơi sẵn sàng đăng kiểm mới vỏ rim theo xe và xe mới dữ lắm anh chị coi nè giày có đủ mới không làm lao cái điện thoại cái, ồ rất là mới luôn á, nó xuất sắc luôn ha, nó như con xe mới nha anh chị. Cái này tâm để cho anh chị là 300 à, xin lỗi 475 tâm nhắc đi nhắc lại hay quên lắm á, mới lắm nè anh chị mà mà mua xe á, thì tâm nghĩ là một là phải tìm đến những cái đại lý đại lý lớn và đủ thương hiệu và đủ chữ tính còn hai nữa là vô hãng mua xe mới luôn nha anh chị chứ mà mua xe dân cũng dễ gãy lắm á xe dân nó có ba hình thức gãy thứ nhất là giấy tờ còn thế chấp ngân hàng thứ hai nữa là sợ vấn đề tranh chấp và thứ ba nữa là xe lầm xe lỗi mình coi không ra bắt đầu họ giả dạng thường dân họ bán rồi mình coi không ra là khi mà bán xong giao dịch xong là không có ai chịu trách nhiệm cho mình hết á mà thật ra cũng trả rẻ đâu anh chị rẻ 5 triệu 10 triệu 15 triệu à đó. ví dụ vậy hơn đâu là mua rẻ được 10 15 triệu thì uh, mình so giá trên mạng xong rồi mình đi mua xe dân nhưng mà liệu mình coi có tới không còn ở chỗ những cái đại lý lớn thì người ta có cam kết đàng hoàng bằng văn bản bao cho mình kiểm tra chết hãng chết thầy thợ chết carai ví dụ như xe bên tâm này có văn bản cam kết nè xe này đi rồi vô chép nè đồng hồ này bị tua nè xe này là bị ngập nước bị đâm đụng bị tai nạn nè bị lỗi lầm nè trả lại đố ông nào không dám nhận lại đố ông nào không nhận chứ không phải là không dám nhận ông đó không nhận là ông đó dẹp tiệm luôn chứ làm ăn gì nữa thiệt luôn bên tâm là chưa bao giờ bị mang tiếng mang tay hết bởi vì tâm cũng rất là hãnh diện về cái cách làm hiện nay và tâm rất là là, là vui rất là vui và phấn khích bởi vì bà con tin tưởng tuyệt đối nên tâm mới thành công được ngày hôm nay tâm từng bán những cái xe mà một ngàn cây số một trăm cây số nữa anh chị một trăm cây số mấy chục cây số nữa mua từ hãng chạy về nhà bán cho tâm luôn có là trường hợp là cha mẹ mua xe cho con xong rồi con bán xe để lấy tiền tiêu xài chứ giờ xin tiền thì không cho những cái trường hợp đó thì anh chị hỏi ủa sao mới mua mà bán không tâm không trả lời được nói chung là cứ thấy rẻ hơn xe mới mà như xe mới là mua về bán rồi đem xuống hãng đó kiểm tra coi có bị lỗi gì hay không chạy thử coi có êm không có hú có khào có gì không mà họ bán có nhiều cái trường hợp rất là đặc biệt thì một trong những con xe đó thì mình mua gần như là mua xe mới nhưng mà con cái là nó đã bấm biển số rồi và nó tháo bịch đi lông rồi mình mua rẻ hơn mấy chục triệu đâu phải dễ kiếm đâu anh chị gần cả trăm triệu trong ví dụ vậy và đây cũng là một cái hình thức nè như mình mua xe này là nó lịch giá xe mới rất là nhiều một trăm mấy chục triệu đâu phải dễ kiếm đâu anh chị Ít góp bao nhiêu năm giờ có 400 trăm mấy thôi mà kêu thêm 100 mấy nữa là đâu có thêm được. Nhưng mà nếu mà có thêm 100 mấy đi nữa cũng mua cái mẫu mới bây giờ nó không có được như ý nguyện, còn cái mẫu này bây giờ nó đứt hàng rồi anh chị. Thì xe này tâm rất là thích, tâm mua nhiều để về phục vụ anh chị. Một số anh chị em bà con vẫn còn đang đi tìm cái mẫu này, vừa rồi tâm có nhiều mà tâm bán hết trơn rồi chứ. Chứ bộ nhiều lắm. Bán liên tục liên tục, có có một cái xe màu đỏ biển số 70, giống như vậy luôn, chưa bán được, nó bị kẹt lại. Nó bị kẹt lại đó chỉ vậy thôi còn nhiều là tao bán hết trơn bản g là bán sạch hết không còn con nào hết màu đen màu vàng cát màu đỏ gì bán hết trơn luôn con này mới về tao bán 475 anh chị thấy hợp lý thì ủng hộ tâm nha gọi vào số hotline là 0917 215 512 nha anh chị xem xe là gần quỹ ban xã Bình Mỹ huyện Bắc Tân uyên tỉnh Bình Dương còn đi bằng Google là đại lý ô tô Di Tâm nha Cảm ơn anh chị luôn luôn yêu thương tin tưởng và đồng hành cùng ô tô Di Tâm Xin chào và hẹn gặp lại nha